Chào mọi người, đây là bé Cherry của quán cà phê. Bé hiện tại là 4 tuổi rồi. Giống mèo là giống mèo Scottish Fold. Và nó đây là thánh lười của quán, là rất là khó bán luôn. Đây là mình sẽ dẫn các bạn đi chọn đại ca thực sự của quán này. Đây chính là Coffee. Đây là bé đầu đàn của quán mình. Tới bây giờ thì bé cũng đã được gần 5 tuổi rồi. Bé là mèo Anh Hồng già. Các bạn cứ tin tưởng mặt bé cũng rất là thông minh và rất có tố chất của người đầu đàn. Tiếp theo sẽ là con gái của ông Trùm. Chúng ta sẽ đi gặp con gái của ông Trùm. Đây là Sabine, đây chính là con gái của Coffee. Các bạn nhìn xem, với làn da trắng và đôi mắt xanh này, sẽ hấp hồn không biết bao nhiêu chàng trai đây. Còn bây giờ xin giới thiệu với các bạn, đây chính là con trai tôi. Bé được đặt tên là Gà. Tại vì bé có thói quen là mỗi lúc ăn bé sẽ bới bới đồ ăn và bới bới nước giống như con gà. Meanwhile, đây là bé Lily của quán mình. Lily hiện tại là giống mèo Anh Hồng dài, cũng đã được 4 tuổi rồi. Thì bé có một cái gương mặt rất đặc biệt, mọi người thấy cái mặt chia làm đôi luôn, rất là nhiều người thích Lily. Lily rất là mập, rất là lười, và đặc biệt là mẹ của đám mèo chân lùn quán mình. Mọi người ghé thăm Lily nha. Cafe xin chào, mình là nhân viên của quán cafe và bé khổng lồ trên tay mình. Đây là bé giống mèo Mengun nhé, bé tên là Money nha. Như các bạn đã thấy đó thì bé năm nay mới trên có 1 năm tuổi thôi, bé đã cực đợi như vậy rồi thế này. Nhưng mà đây chưa phải là độ to lớn nhất của bé đâu, bé có thể to hơn rất là nhiều sau vài năm nữa nhé. Bé có khuôn mặt ngáo ngơ ngay đây là bác sĩ của quán mình nhé. Bác sĩ năm nay là hơn 2 tuổi rồi, bé là giống Scottish tay cực nha. Các bạn thấy đó thì lúc nào bé cũng mang khuôn mặt ngơ ngác, dù lúc ngủ hay là lúc thức dậy. Đa phần thời gian thì sở thích của bé là ngủ, nên là bé đa phần chỉ dậy lúc mà bé muốn chơi hoặc là đang ăn thôi. Hello mọi người, đây là bé Sky. Tại là bé được 8 tháng tuổi và bé đây là con của mẹ Lily, và đồng thời là bố tuổi. Bé thuộc giống Munchkin, các bạn thấy dễ thương không? Đây là Winnie, hiện tại đang được 8 tháng tuổi và cũng đồng thời là con của mẹ Lily và cả bố tuổi. Và đây là Moon, một thành viên cũng rất là đáng gờm của quán mình, hiện tại cũng đang 8 tháng tuổi và cũng thuộc giống Munchkin. Đây là Sunny, anh của Sky và đồng thời cũng là em của Winnie. Bé này thì cũng là Munchkin 8 tháng tuổi và hiện tại cũng là con của mẹ Lily và bố tuổi luôn. Chào mọi người, đây là Tuấn, Tuấn năm nay 3 tuổi, thuộc giống Munchkin chân ngắn. Nhìn Tuấn nhút nhát vậy thôi nhưng mà rất là đáng yêu, với lại manly khi cần nha. Chỉ là hơi ham ăn butter xíu thôi, đúng không con? Tuấn là người đàn ông của gia đình đó mấy bạn. Rồi, đố mọi người Tuấn có tổng cộng bao nhiêu người vợ, bao nhiêu đứa con luôn. Rồi, đây là bé Tai Chi nha. Tai Chi chứ không phải kem Kaby nha mấy bạn. Tai Chi thì là giống Scottish và đã 5 tuổi rồi nha. Tai Chi á, thì rất là thân thiện và dễ thương, đôi khi á, còn làm nũng nữa. Mình là mèo á, thì tiêu chuẩn bạn gái của mình cũng phải cỡ Tai Chi trở lên, dịu dàng, xinh đẹp, một người mẹ, gia đình. Tai Chi là mẹ của các siêu phẩm ở cách phê như là bạc xỉu, dưa hấu, matcha và một bé chân ngắn. Đó là sự kết hợp giữa Tai Chi với Tuấn. Đố các bạn biết tên của bé đó là gì nè, bạn đoán nhé. Giới thiệu đây là bé matcha. Bé này là giống Scottish, bé này hay ngồi trước gương, ngồi thẫn thờ giống như mình là công tử, chàng trai gì đi gì đó lắm. Còn đây là bé Na, hiện tại bé này đang là bé lớn tuổi nhất quán mình rồi. Bé là giống Scottish và hiện tại đang là 6 tuổi. Mình giới thiệu đây là bé bò sữa. Bé này là lai giữa Anh Hồng già và giống mèo ta. Giống mèo ta nhất hiện tại trong quán của mình. Còn bé này hiện tại đã được 4 tuổi rồi. Chiếc mèo lười đang nằm đây tên là Mập. Mập là mèo Mỹ lông ngắn, sở thích không có gì đặc biệt ngoài lười biếng, chỉ ăn và ngủ. Cũng có lúc thức dậy chơi đùa một xíu. Đây là Chinsu, một chiếc mèo nhân sư không lông, hay còn có tên gọi là Swin. Chinsu là một em bé hiếu động, cực kỳ thông minh, có thể hiểu được tiếng người. Tuy nhìn ngầu ngầu, khó gần, nhưng tính cách của Chinsu rất quấn người, hay làm nũng, vừa dễ thương lại vừa dễ bảo. Đây là bé đậu phộng của quán mình. Bé đậu phộng hiện tại là mèo Munchkin 4 tháng tuổi. Bé rất là phá, rất là nghịch, mà cái mặt rất là giang hồ luôn nha mọi người. Có dịp mọi người ghé thăm chơi với lại đậu phộng nhà mình nha.